chào các bạn. Hôm nay cô Tài sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn câu lead guitar ở vòng 12 thứ. Vòng hợp âm 12 thứ này cũng thường được rất là sử dụng ở các cái bài nhạc khi đệm hát trên organ của chúng ta. Trong điệu tuyết nè, điệu swing cũng có nè, điệu soul cũng có, điệu cha 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 cũng có, disco cũng có. Ôi trời, quá nhiều các bạn ơi. Hôm nay cô Tài sẽ chia sẻ các bạn các cái câu lead để chúng ta có thể chơi ở vòng 12 thứ này. Lúc trước, lúc cô Tài mới đi học nhạc các bạn, ngồi dưới xem các anh, các chú, các bác ở trên đánh. Trời ơi sao mà hay quá trời hay. Mình ngồi, mình nghe thích lắm. Mà mình tìm mãi ở trên mạng, không có ai hướng dẫn cho mình cái câu để mà mình lead, mình chơi. Thế là mình tìm hiểu mày mò. Hôm nay cô Tèo sẽ chia sẻ các bạn, để các bạn không còn phải mà bị thắc mắc và phải khổ sở như cô Tèo ngày xưa nữa. Rồi mình bắt đầu nhé. Vòng 12 thứ này mình sẽ ví dụ vào tông la thứ. Mình cũng phải tìm hiểu về vòng 12 thứ này trước rồi mình mới học câu lead các bạn ha. Rồi vòng 12 thứ này nó sẽ gồm có như sau. Các bạn quan sát dòng nhạc. Nó sẽ có dù la thứ nè. Nó sẽ có hợp âm la thứ, mình sẽ chơi 4 ô nhịp. Các bạn thấy la thứ ở dưới số có số 4 ở phía dưới không? Tức là mình sẽ chơi hợp âm la thứ này ở 4 ô nhịp liên tiếp. Rồi tiếp theo chúng ta qua rê thứ. Các bạn thấy ở phía dưới có số 2 không? Mình sẽ chơi ở 2 ô nhịp liên tiếp. Rồi tiếp tục nó sẽ quay lại la thứ có số 2 ở dưới, tức là 2 ô nhịp. Như vậy tổng cộng nãy giờ là 8 ô nhịp rồi các bạn. Rồi ô nhịp tiếp theo sẽ là mi. Có bạn thì dùng mi trưởng, có bạn dùng mi 7, tùy các bạn, màu nào cũng được, màu nào cũng hay. Rồi tới rê thứ, rồi la thứ và cuối cùng mi trưởng mình sẽ dành các bạn nhé. Rồi sau khi mình phân tích được cái cấu trúc, mình biết được cái vòng hợp âm rồi, mình phải nghe thử chứ sao các bạn ha, phải nghe thử nó sao đã. Ở đây cô Tèo chọn điệu soul nè. Rồi đánh vòng 12 thử các bạn nghe thử nha. Mình vừa nghe vừa đếm ô nhịp nha. Vậy nè, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Quá hay các bạn ha. Trời ơi, không biết cái ông nhạc sĩ nào trên thế giới mà ông lại sáng tạo ra cái vòng hòa âm mà nó hay như vậy nữa. Khi nào gặp ổng các bạn nhớ phải mời ổng một chậu nhậu nha. Rồi bây giờ mình vào cái câu lead của mình. Như câu lead ở đầu video cô Tèo đã chia sẻ các bạn đó. Bây giờ mình sẽ học 4 ô nhịp la thứ trước các bạn nha. 4 ô, các bạn quan sát dòng nhạc. Những bạn mà biết lý thuyết âm nhạc thì quá đơn giản ha. Nhìn vào cái là biết cái nốt nhạc như thế nào liền. Còn những bạn nào không rành về lý thuyết âm nhạc thì cứ nhìn vào đây, cụ thể sẽ chia sẻ các bạn, sẽ đánh được thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn xếp ngón số 1, ngón cái này vào nốt mi nè. Rồi ngón số 2, ngón trỏ nè. Nốt son. Và ngón số 3, ngón giữa vào nốt son thăng. Câu này nghe quen thuộc nè. Quá quen thuộc các bạn ha. Mình làm lại nha. Mi, son, son thăng. Rồi kéo ngón giữa xuống nốt la. La, la, son, la, đố, la, son, la. Mình nghe lại câu này ha. Đó, mình đánh chậm đó. Mình làm lại nha. Quá đơn giản các bạn ha. Rồi sau khi đánh nốt la này xong, đừng có kéo dài, đánh nốt la này xong chúng ta phải nhảy tay lên đây liền. Mình đánh tiếp tục câu này. La, mi, mi, mi dán các bạn nha. Mi, son, mi, 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 la. Ok các bạn ha, quá đơn giản mà. Mình làm lại. La ngón số 5 nè, mi ngón số 3 nè, mi dán ngón số 2 nè. Rồi mi, son, mi, 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 lá. Hết. Bây giờ mình sẽ ghép cái câu này lại các bạn nhé. Hai ô nhịp nhé. Hai ô nhịp này lại với nhau. Bắt đầu mình sẽ vào có những ô nhịp lấy đà nè. Vô. Ô
Ok các bạn ha, khi mình quen tay mình sẽ tăng tốc độ lên xíu. Ok các bạn ha, đánh xong nhảy qua đây liền mới kịp nha. Ok, quá đơn giản. Rồi như vậy chúng ta đã có được hai ô nhịp rồi các bạn. Rồi ô nhịp tiếp theo cũng tương tự, đánh y chang luôn. Sau khi đến nốt la này xong, các bạn sẽ kéo tay về liền, đánh tiếp tục. Quá dễ các bạn ha, đánh hai câu y chang nhau. Mình làm lại nha. Các bạn nhớ là nốt la này chúng ta mới vô phách mạnh nha. Còn những cái nốt mì, son và son thăng này chúng ta chỉ là nốt lấy đà thôi, ở ô nhịp lấy đà nha. Quá dễ các bạn ha. Như vậy chúng ta đã xong 4 ô nhịp la thứ đó các bạn. Quá dễ ha, đâu khó khăn gì đâu. Bây giờ mình vô thử, vô chống thử luôn nè. Rồi mình chọn tiếng guitar nè, chống mình thử luôn nè. Vô. Quá dễ các bạn ha, đâu khó khăn gì đâu. Tập chậm trước nha. Luôn luôn bắt đầu tập ở tốc độ chậm, rồi sau đó tăng tốc độ một chút xíu, rồi từ từ mới quen tay, rồi mới vô trống, rồi cuối cùng mới ghép hợp âm nha. Rồi bây giờ mình qua ô nhịp tiếp theo. Ô nhịp à, hai ô nhịp rê thứ nè. Hồi nãy ô nhịp la thứ mình còn một câu nè, mình còn mấy nốt nè, nối qua nè. La nè, đô thăng nè. Rồi mình mới qua ô nhịp rê thứ, mình nối ba nốt nè qua nha. Rồi tới nốt đô thăng ngón giữa nè, mình kéo ngón giữa xuống nốt rê luôn. Mình làm lại ha. Là đô, đô thăng, rê, rê, đô rê phá, rê, đô rê. Rồi mình quen tay mình tăng tốc độ lên xíu. Ok các bạn ha, câu này nghe quen, quá quen đúng không? Ok, đó là ô nhịp số 1. Rồi tiếp tục chúng ta qua ô nhịp tiếp theo của rê thứ. Sau khi các bạn đánh nốt rê này xong, buông ra liền. Bắt đầu mình sẽ đánh, các bạn thấy cái dấu mũi tên ở trên đầu cái nốt đô không? Mình sẽ đẩy bên nốt đô đó, các bạn thấy số 1 không? Dấu mũi tên mà có số 1 kế bên, chúng ta sẽ đẩy bên nó một cung, giống như các clip trước cô Tèo đã chia sẻ nhé. Rồi, mình đánh lại nè. Rê, rê, rồi đánh nốt đô. Nốt đô các bạn sẽ đẩy bên. Các bạn quan sát tay bên này nè. Giống như các cái câu trước thôi các bạn. Đánh xong đẩy bên liền nha. Ok ha. Đánh chậm nè. Đẩy bên xong buông ra liền nha. Rồi, giờ bây giờ mình nối cả câu với nhau. Ok, mình chỉ đẩy hai lần thôi. Một, hai. Rồi, làm lại các bạn ha. Rồi, bây giờ khi quen tay mình tăng tốc độ lên chút xíu. Các bạn chú ý cái nốt đô này, đẩy bên cho chính xác nha. Các bạn có thể tập rời cái này nè, tập hai cái câu này thôi. Cái kỹ thuật đẩy bend này mình tập rời ra cho quen tay trước. Tập chậm nè. Đó, khi quen tay mình tăng tốc độ lên. Khi quen tay nó cũng tăng tốc độ lên nữa. Đó, rất hay các bạn ha. Rồi, như vậy mình đã xong hai ô nhịp rê thứ đó các bạn. Bây giờ mình tiếp tục lại quay về hai ô nhịp la thứ thôi. Quay lại cái câu từ đầu của các bạn. Quá dễ ha. Quay lại câu từ đầu thôi. Quá dễ. Rồi bây giờ mình nối hai ô nhịp rê thứ nè với hai ô nhịp la thứ lại với nhau nha. Hồi nãy mình từ câu này nè. Các bạn nhớ nốt rê này mình mới vô là rê thứ nha, vô ô nhịp rê thứ nha. Còn cái ba cái nốt này là đô đô thăng này chỉ là ba nốt nối thôi nha.
nối phách lấy đà ở ô nhịp trước thôi. Quá đơn giản các bạn ha. Mình làm chậm là chỗ nối nè. Đẩy bend nè. Buông ra liền, đánh câu này liền. Như vậy là chúng ta đã có được 8 ô nhịp rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ghép 8 ô nhịp lại với nhau thử nhé. Vô, bắt đầu. Quá dễ các bạn ha. Tương đối dễ tại vì lặp lại rất nhiều. Như vậy chúng ta đã có 8 ô nhịp rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua ô nhịp tiếp theo. Ô nhịp số 9. Các bạn quan sát ô nhịp số 9 nhé. Ô nhịp mi trưởng nè. Là, đô, rê. Rồi các bạn quan sát. Ở ngay đầu ô nhịp mi trưởng, cái nốt rê đó mà có cái dấu mũi tên. Có số 1, tức là mình sẽ đẩy gì? Đẩy bend một cung. Rồi đẩy bend lên, buông bend là tiếp tục. Son. Nốt rê tiếp theo cũng đẩy bend nữa. Rê. Ok ha. Rồi, hết ô nhịp đó. Mình qua ô nhịp rê thứ tiếp theo luôn ha. Các bạn nhớ đẩy bend nha. Rồi, đầu ô nhịp mi chuyển đẩy bend nè. Đẩy lên, rồi buông ra, đánh tiếp tục. Son. Rê tiếp theo đẩy bend luôn. Rồi, tiếp tục. Các bạn quan sát ô nhịp qua ô nhịp rê thứ đó. Nó có cung nốt rê nữa, nhưng mà mình đẩy bend gì? Mình đẩy bend có 1/2 à, tức là đẩy có nửa cung à. Mình đẩy chút xíu lên thôi. Đó, nốt rê đầu mình đẩy, nốt rê thứ hai mình không đẩy. Nốt rê đầu đẩy xíu lên thôi. Nốt rê thứ hai buông ra. Ok các bạn ha. Rồi tương tự nốt rê tiếp theo cũng tương tự. Ok các bạn ha, mình làm lại chỗ này. Đẩy bend. Đẩy bend. Rồi nốt rê tiếp theo đẩy nửa cung nè. Rồi, đẩy nửa cung tiếp tục. Rồi bây giờ mình đánh nhanh chút xíu nha. Đó, câu như vậy các bạn, mình làm lại nha. Ok ha, rồi mình qua ô nhịp la thứ. Ô nhịp la thứ nó về nốt la nè. La, sòn, đố, la. Là, đô, rê, mí. Là qua bên kia rồi. Rồi mình nối. Mình nối cái ô nhịp mi nè, rê nè và la với nhau ha. Ba ô nhịp này nè, 9, 10, 11 nè. Kịp không các bạn? Rồi, ô nhịp cuối cùng rất đơn giản. Mi trưởng chúng ta sẽ đánh như sau. Mi, si, son thăng và mi. Mình rải đều. Mi, si, son, mi. Rồi cái phách thứ hai mình rải là rế. Mình giơ ngón xuống rế, si, son thăng, mi. Y chang như vậy thôi, mình rải thay phiên nhau hai lần. Mi nè, mi, si, son, mi. Rế, si, son, mi. Mi, si, son, mi. Rế, si, son, mi. Là hết. Bây giờ mình đánh nhanh thử nhé. Đó, rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ nối 4 ô nhịp 9, 10, 11, 12 với nhau nha. Đơn giản các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nối cả cái câu lại với nhau luôn. Từ ô nhịp số 1 đến ô nhịp số 12 luôn ha. Bây giờ mình chơi tốc độ chậm thôi. Không cần phải nhanh.
đánh nhanh quá nhiều khi các bạn lại nghe lại bị rối nữa. Mình đánh chậm lại xíu ha. Mình đánh 100, đánh tempo như vậy ta, đánh tempo 100 thôi. 100 nè, 101 nên 100 chậm quá. Rồi 101, vô. Quá đơn giản các bạn ha. Các bạn nhớ là tập từ chậm, khi quen tay mình mới tăng tốc độ và mình vô trống, rồi sau đó mình mới cuối cùng ráp hợp âm các bạn nhé. Bây giờ mình quen tay rồi, mình gì đây? Tăng tốc độ lên thôi, đánh đúng tốc độ của nó luôn. Bây giờ mình chơi tốc độ như đây, 134 đi. Ok các bạn ha. Vô. Trời ơi quá trời nó hay các bạn ơi. Nó hay còn hơn là cái bài bản hủ tiếu chay nữa. Ngoài sử dụng tiếng guitar lead này các bạn đánh, các bạn còn sử dụng được rất nhiều tiếng khác để chơi cái vòng này nữa. Không nhất thiết phải cái tiếng guitar lead này đâu. Lỡ như hôm nào mình vô ban nhạc, mình đánh chung với ban nhạc là sao? Không lẽ mình lấy tiếng guitar mình đánh nữa. Cái ông guitar ông giả cái rụng răng luôn nữa. Không được, mình phải chọn tiếng khác. Ví dụ đây cô Tèo sẽ chọn cái tiếng sin lead này nè. Đó, bây giờ mình đánh thử bằng tiếng này các bạn ha. Vô, cũng là cái vòng này thôi nhưng mà đánh bằng tiếng này. Quá hay các bạn ha, đó mình đều được. Mình đừng có sử dụng tiếng guitar nữa, hôm nào đến trên band thì vậy thôi, mình sử dụng tiếng sin lead. Nói chung là câu này sử dụng tiếng nào cũng được, rất là hay, trừ cái tiếng đàn tranh sáo bầu ra các bạn nhé. Mình nói cho vui thôi. Các bạn hãy cố gắng tập luyện, nếu trong lúc tập luyện có điều gì mà khó khăn thắc mắc, hãy để lại bình luận phía dưới video, cô Tèo sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức cô Tèo chia sẻ mà bổ ích hữu ích, các bạn nhấn cho cô Tèo một like nha, nhấn nút đăng ký kênh cô Tèo Piano nữa. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.